viên này cũ quá rồi, lấy viên khác. Trời ơi, lụm trời. Chào cậu. Chào cậu. Bye bye, tớ về đây. Ừ, cậu về đi. Hả? Có ai không? Giúp với! Có ai không? Có... Hả? Bà ơi! Bà có đâu không? Ê! Có! Lấy mấy bó đây! Cho cháu ba bó! Ừ! Cứ về đi! Dí bà tiếp cho! A few moments later. Cháu ơi! Ra đây! Cháu đây, cháu đây, cháu đây. Rau của cháu đây. Bao tiền một bó vậy bà? 15k một bó. Sao đắt đây? Ôi dồi ôi, bán bó rau 15.000 thế này. Bà chỉ lấy có 1.000 tiền công thôi đấy. Bà hái lấy có 1.000 tiền công thôi. Ừ, cứ một bó bà lấy 1.000 tiền công hái thôi. Ok luôn, bà đi vào đây. À, đây, 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 đây. Vụ gì, vụ gì thế? Đây, 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 đây. Cả vườn rau nhà cháu đây này. Cứ 1.000 một bó bà nhá. Bà hái bao nhiêu bó? Cháu trả bà bấy nhiêu tiền luôn. Bà cố gắng bà nhá. Xong chưa bà ơi? Xong cái đầu mày. Sáng ngày ra đã xui xẻo. Mẹ ơi, ngủ đi. Em đã khuya rồi. Thế con này sao lại nằm đây ngủ? Không về nhà nấu cơm nhỉ? Bà. Thế thôi, hay là bà cháu mình về nhà nấu cơm đi. Sáng rồi mới được nghỉ ngơi trên tay. Bà ăn đi ạ. Nhưng mà bà đang giảm cân một vụ. Ui, bà ăn nốt hôm nay rồi giảm sao? Đây này bà ơi, món hamburger này ngon lắm. Cháu đảm bảo là bà chưa được ăn bao giờ luôn. Ui giời ơi, đúng là tuổi trẻ. Bà ăn món này từ ngày xưa rồi con ơi. Ngày xưa cũng có hamburger để ăn hả bà? Có chứ, đây này. Mà còn to nữa chứ. Không những thế lại còn tốt cho sức khỏe luôn nha. Ôi. Chiếc hamburger thơm lừng luôn. Sáng nào mình cũng phải bảo mẹ mua cho mình một cái. Vì mình rất thích ăn món này các bạn ạ. Trời ơi, thịt bò không may mềm mà thơm cực kì. Nhìn cái hamburger của cái Mây là bà đã chứng đấy cho các cháu rồi. Toàn đồ mỡ ơi. Hamburger của bà đấy ăn không sợ béo luôn. Ngon quá các cháu ạ. Cắt tóc mình cũng nhiều, không khác gì hamburger ở ngoài tiệm đâu nhá. Ui, cháu không ngờ là bà sáng tạo như thế đấy. Nhưng cháu chắc chắn một món mà bà chưa bao giờ được ăn. Đó chính là món pizza. Sao ạ? Bà chưa bao giờ được ăn pizza. Hả? Mẹ cháu bảo thời xưa chỉ ăn bánh ngô, bánh khoai, bánh sắn. Chứ làm gì có pizza để ăn đâu ạ. Không có gì là làm khó được bà. Đúng rồi, đây là pizza hoa quả. Đây là pizza viền phô mai, thịt bò xông khói và ớt chuông. Đấy, có khác gì pizza của cháu không? Mỗi tội ngon hơn.
Đấy, thêm chảy nước miếng rồi đúng không? Bà cắt cho miếng nhé. Cháu xin ạ. Trời ơi, nhìn pizza bà mình làm hấp dẫn quá các bạn ơi. Thì ra cái phần nước sốt này là sữa chua các bạn ạ. Trời ơi, sữa chua mà ăn kèm với hoa quả ngon cực kỳ luôn đấy. Cháu thêm nữa. Ăn như này không có gì hoa quả dập các cháu ạ. Nhưng ăn như thế này sang miệng hơn. Đến lượt pizza của cháu, chắc chắn là bà cũng nghiện cho mà xem. Nào, chẳng cái đồ này ngon ở chỗ nào mà Mây nó suốt ngày ăn các cháu ạ. Quá. Dầu mỡ quá. Chả hiểu cái này có gì ngon cả. Chả bị gì ra bị gì. Nhẽo. Đấy. Còn miếng nữa không? Cho xin miếng. Cháu sẽ giới thiệu với bà một món ăn rất là hot ở cổng trường luôn. Ngày xưa bà là chung ăn vặt ở cổng trường. Chưa có món gì là bà chưa ăn qua đâu. Nhưng cháu chắc chắn là món này bà chưa ăn. Vì thời đấy làm gì có món này mà ăn. Đó chính là món bánh bò xiêm vương. Ui giời ơi, tưởng cái gì. Món này ngày xưa là món tủ của bà rồi. Thật ra bèn 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 bèn. Một miếng được không? Này, may là có hai cái đấy. Bà chia cho thử một cái nhá. Cháu xin. Ui, trông vừa bóng vừa hấp dẫn luôn bà ơi. Cháu thèm quá. Ui, sao bánh bò xiên vừng của bà cứng hơn cứng. Ủa, không có ngon 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 ngon. Ui. Hả? Bánh bò của bà chua quá nhưng mà ngon mà. Cái này bà làm từ hoa quả đấy, vừa dễ làm lại còn bổ sung vitamin nữa. Món này bà ăn từ bé rồi, ăn không bao giờ thấy chán luôn các cháu ạ. Yo. Bà sáng tạo thật đấy. Bánh bò xiên vừng của cháu đi. Yo. Trời ơi, bánh bò phải vừa dai vừa giòn vừa xốp này cơ. Đây là bánh bò mà chả lên thịt bò gì cả, toàn thấy ớt nhỉ, gia vị khác không. Trời ơi, đây là bánh bò chứ không phải bánh bò bà. Bà ăn ngạch món này không ngon bằng cái món của bà kìa. Ăn được đâu. Cái này là hoa hay chiên mà. Cháu ăn được. Chắc chưa. Cháu chắc chưa. Ui, mì khoai chiên nhìn ngon quá bà ơi. Sao hoa hay chiên của bà hăng thế? Thì nó là ớt mà. Ăn như thế này nó mới đảm bảo sức khỏe, bổ sung vitamin A cho nó sáng mắt ra. Trời ơi, khoai chiên như thế không gọi là khoai tây chiên bà ơi. Đây, đây là khoai tây chiên nè. Đâu, đâu. Hả? Đây này bà. Đây này. Ủa, đi nha. Xong rồi bà sau đó thêm cho bà ít nước sốt cà chua. Ui trời ơi. Đây bà ăn thử đi, là bà ăn miếng là bà thích luôn, nghiền luôn. Bà ăn thử nhá. Cái này ngon thật này. Cái này dễ ăn, cứ cái gì làm từ rau củ quả là bà thích rồi. Chấm với sốt tương cà ấy. Bà phải thử món này vì món này là món yêu thích của cháu. Đâu, để bà test thử khẩu vị của thái nhân vật xem nào. Đây này bà ơi, hot dog với xúc xích khổng lồ luôn. Món này lạ thế, bà chưa bao giờ được ăn. Chắc chắn là như vậy rồi. Bà không có hot dog nhờ bà có hot dư. Cái này cũng ăn được hả bà? Không ăn được, bà ăn thử xem ngon hơn đằng khác.
Trời ơi. Trông bà ăn ngon, cho cháu thử một miếng đi. Ngon không? Hot dưa của bà nhạt nhẽo quá, bà phải ăn thử chiếc hot dog của cháu đây này. Đấy, đúng hũ sốt luôn, gọi xúc xích đấy nha. Ngon đấy các cháu ạ, nhưng mà bơ này, xúc xích này, nước sốt này ngập nguội trong cái bánh ăn rất là mặn luôn á. Mà ăn nhiều như thế chắc chắn này sẽ dẫn đến béo phì, nên các cháu ăn vừa phải thôi nhá. Như vậy là qua video vừa rồi, các bạn thấy đồ ăn vặt của mình, đồ ăn vặt của bạn, cái nào ngon hơn thì hãy comment xuống dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.